Tính đến ngày 26 tháng 1 năm 2020, Moment Offline đã có 185 bài dự thi, cuộc thi không chỉ thu hút cộng đồng những người yêu kiến trúc nói chung mà còn có rất nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng tham gia, có thể kể đến một vài cái tên như Đinh Lê Tuấn Phong, Hồng Nhung, Trần Mạnh Hiệp, Vũ Anh Tú. Kiến trúc và nhiếp ảnh góp phần tạo nên những giá trị cho đời sống văn hóa, tinh thần. Từ không gian thực trong các công trình kiến trúc của Văn Phú, Invest Nhiếp ảnh đã tái hiện nó trong một hình ảnh hai chiều độc đáo, bằng việc lựa chọn những góc nhìn sáng tạo. Nhiếp ảnh dần tiến đến trình bày những quan niệm về kiến trúc của kiến trúc sư hay của một thời đại. Là một doanh nghiệp bất động sản có nền tảng là các kiến trúc sư nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Văn Phú Invest không chỉ xây dựng nên những khu đô thị, công trình nhà ở hiện đại, nhiều tiện ích mà còn tạo dựng nên những di sản kiến trúc độc đáo cho thế hệ tương lai. Đó cũng là lý do Văn Phú Invest tạo ra một sân chơi cho các nhiếp ảnh gia để lưu trữ và lan tỏa tình yêu kiến trúc của mình đến với cộng đồng. Moment of Life, cuộc thi dành cho những người đam mê nhiếp ảnh và kiến trúc vẫn tiếp tục diễn ra từ nay tới hết 23 giờ 59 phút ngày 1 tháng 2 năm 2021. Bạn chỉ cần ghi lại những góc ảnh đẹp nhất tại một trong năm dự án của Văn Phú, Invest tại Hà Nội bao gồm The Terra, An Hưng, Tố Hữu, Hà Đông, Hoa Cúc, Revidence, Hà Nội, Tây Hồ, The Terra, Hào Nam, Đống Đa, Gờ Răng Đờ Thế Giảng Võ, Ba Đình, Khu Đô Thị Mới Văn Phú, Hà Đông. Đặc biệt, rất nhiều giải thưởng lớn, hấp dẫn đang đợi người thắng cuộc bao gồm giải nhất với 50 triệu đồng tiền mặt, giải ấn tượng và giải yêu thích 15 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng khác từ ban tổ chức chương trình. Hãy cùng Moment Offline lưu giữ lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của cuộc sống các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Cuộc thi Moment Offline được tổ chức bởi công ty cổ phần đầu tư Văn Phú, Invest từ ngày 5 tháng 1 năm 2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 1 tháng 2 năm 2021 dành cho mọi công dân quốc tịch Việt Nam. Các bước dự thi vô cùng đơn giản. Bước 1, chọn chủ đề dự thi. Bước 2, đăng tải hình ảnh kèm mô tả ngắn gọn theo chủ đề bạn chọn, đúng với tiêu chí cuộc thi và điền đầy đủ thông tin cá nhân. Bước 3, hoàn tất bài dự thi đúng thể lệ bằng cách chia sẻ bài dự thi về trang Facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm theo hashtag Momensoli Van Vin. Website chính thức của chương trình tại http 2 2 momensoli vanfu vn